Xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay bên đơn vị Tuyên Vũ Audio của bên em xin được giới thiệu toàn thể tất cả các cái hàng AB chính hãng của công ty Tân Cường phân phối. Mà tất cả các cái dòng AB chính hãng của tại Việt Nam các bác nhá. Tại Việt Nam thì chắc chắn là chỉ có công ty Tân Cường phân phối. Ngoài Tân Cường ra thì tất cả các bác search trên mạng không có một cái công ty nào được độc quyền cũng như là tất cả các cái hàng chính hãng. Tất cả các bác tham khảo cũng như là trên trang web các sản phẩm của AP thì chỉ có của Tân Cường. Chỉ có của Tân Cường các bác nhé. Và bây giờ hôm nay thì em cũng rất là nhiều các cái sản phẩm em không thể là review được hết. Thì tất cả các cái mã ở trên trang web các bác quan tâm thì bên em có thể là chuyển cũng như là tư vấn tất cả các cái dòng sản phẩm cho tất cả các bác. Các bác có thể chú ý là tất cả các cái mã vạch bây giờ nhé. Hiện tại những cái hàng mà thị trường bây giờ nói một cách khác là bị làm hàng giả nhiều. Kể cả chữ ký của anh Cường bây giờ cũng đã được làm hàng giả. Thì để mà được tư vấn về hàng giả và hàng thật thì các bác hãy vui lòng một là điện đến số của công ty, hai là bên đơn vị của bên em. Bên em sẽ cam kết tất cả những cái hàng chính hãng của anh Tân Cường chắc chắn 100% là những hàng chính hãng. Còn bây giờ hiện tại nếu những cái hàng mà trôi nổi trên thị trường làm hàng giả nhiều ấy, chứ không phải hàng nhái nữa rồi, làm hàng giả rất là nhiều các cái mã. Thì các bác nếu như trong cái tầm giá như thế này mà các bác ở ngoài thị trường có thể rẻ hơn tầm khoảng 2 đến 3 triệu, nhưng mà chất lượng linh kiện thì chắc chắn là sẽ khác hẳn. Các bác có thể theo dõi tất cả những tất cả các cái cục công suất của bên Tuyên Vũ phân phối, các bác có thể thấy ạ. Đây các bác có thể thấy tất cả từ những các cái công suất này các bác. DT9400 hoặc là tất cả các cái hàng thì bên em sẽ là ship hàng toàn quốc miễn phí trong từ Bắc Gia Lai. Đấy, các bác có thể thấy là những cái hàng của bên em phân phối riêng đối với dòng AAP là bên em chỉ phân phối những cái hàng chính hãng. Các bác nên nhớ là chỉ hàng chính hãng của Tân Cường. Còn ngoài ra Tân Cường thì các bác sẽ không thể có cái hàng chính hãng. Đây các bác thấy từ là cái lớp băng dính ạ. Băng dính các bác thấy. Từ cái băng dính cũng được nhà sản xuất thiết kế rất là cầu kỳ cũng như là chất lượng. Những cái này thì chắc chắn các bác mua hàng ngoài sẽ không thể có cái băng dính này được, mà nó chỉ là cái băng dính giấy từ bên Trung Quốc. Thì vừa rồi em có chia sẻ đến toàn thể các bác một chút về đây linh kiện này, các bác có thể thấy rất nhiều sản phẩm D400 hoặc là D004, rất là nhiều các cái mã sản phẩm. Các bác quan tâm sản phẩm nào, nó do nhu cầu của tất cả các bác, nhu cầu các bác là như nào thì các bác sẽ được bên em sẽ tư vấn mà đúng mục đích của các bác. Đây các bác thấy nhá, đấy, tất cả nó rất là nhiều sản phẩm. Cảm ơn các bác đã quan tâm và hãy đăng ký kênh của Tuyên Vũ Audio để được những sản phẩm chính hãng, đúng giá trị người tiêu dùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh Tuyên Vũ Audio. Thì lúc vừa rồi em đã giới thiệu đến các bác rất là nhiều dòng công suất của Tân Cường APP. Và bây giờ em sẽ làm thêm, review thêm một cái sản phẩm nữa, 4 kênh của Tân Cường. Như các bác đã thấy thì trên đây nó là công suất 4 kênh, có mã số là 8004 của AAP do công ty Tân Cường chính hãng phân phối các bác nhé. Thì đối với những sản phẩm chính hãng của công ty Tân Cường thì sẽ khác với những các cái cục công suất của các cái hãng khác trên thị trường. Các bác có thể nhìn thấy là trên cái tem cũng như là cái băng dính ạ, băng dính đều được in AAP Audio. Và hiện tại ở AAP Audio này thì chỉ có công ty Tân Cường là duy nhất là phân phối tại Việt Nam độc quyền và chính hãng. Ngoài Tân Cường ra em khẳng định 100% là không có công ty nào là chính hãng cả đối với sản phẩm AAP này. Thì bây giờ em xin phép được mở bên trong và thử chiếc công suất này và cái tính năng của nó như nào. Xin mời các bác hãy cùng theo dõi. Đây các bác có thể thấy hai lớp bìa để khi mà vận chuyển xa
khi vận chuyển xa thì có thể nhà xe nhiều khi hơi ẩu, có thể làm các công suất của các bác có thể là bị chảy xước đây, và được lớp xốp cũng làm khá là khác với những cái hàng bình thường, màu khác luôn. Và đây là công ty AAP bên Trung Quốc các bác nhé. Đây là công ty mẹ. Các cái manual này tức là các cái sách hướng dẫn. Đây các bác, sách hướng dẫn của con công suất này nó như thế nào thì bên ngoài và bên trong catalog đều thể hiện rất là rõ ràng. Và đây là được viết bằng tiếng Anh, thì các bác nào có thể biết về một chút về tiếng Anh thì có thể tham khảo ở trên đây. Còn không thì những cái video cũng như là hỗ trợ về các cái kỹ thuật bên trong thì sau này có gì không hiểu thì có thể điện bên Tuyền Vũ Audio, bên em sẽ hướng dẫn các bác. Vâng thưa các bác, lý do tại làm sao mà cái con đẩy, tất cả các cái con đẩy hãng chính hãng của công ty Tân Cường lại được mở ra như thế này mà không nhập nguyên chiếc từ bên Trung Quốc, cũng như là không giống như là các cái con đẩy khác, thường thường là các đơn vị khác có thể là những cái hãng khác có thể là nhập luôn từ bên Trung Quốc và đóng sang bên này. Thì ngày xưa thì những cái sản phẩm AAP cũng làm như vậy, nhưng bây giờ thì đã làm khác các bác thấy ạ. Khác các bác có biết tại sao không ạ? Đây, cái điểm chú ý các bác nhìn nhé, tất cả các sản phẩm mới của bây giờ của công ty Tân Cường đều có chữ ký sống, đều có chữ ký sống các bác nhé. Các bác chú ý điểm đặc biệt nhất để nhận dạng sản phẩm mới của 2019, tất cả các sản phẩm đều là như vậy. Còn những sản phẩm nào mà không có chữ ký sống này, các bác mua từ năm 2019 nhé, các bác có thể điện lại đến công ty Tân Cường để được giải thích, để được phân biệt hàng thật và hàng giả. Rất lạ. Đây em ạ. Đây, mặt trước các bác nhìn thấy ạ. Mặt trước thì được thiết kế rất là tinh xảo, tinh xảo và đẹp. 4 kênh nhân 800W 8004. Thì thường thường đối với sản phẩm bình thường là, đối với những cái sản phẩm bình thường bây giờ cũng đã được các cái đơn vị khác làm nhái các bác nhé. Nhưng bây giờ cái thiết kế mới của bên Tân Cường sẽ làm giảm đi những cái hàng giả. Đây các bác thấy có thể thiết kế là trên này lớp chống bụi bằng sắt luôn, nhưng mà được sơn nalo để chống bụi luôn, rất là đẹp. Về mặt mỹ quan em đánh giá sản phẩm này rất là đẹp. Về chất lượng thì chắc chắn là các bác không phải bàn rồi đúng không ạ? Đây các bác trên hướng qua. Đây, các bác nhìn nhá, mặt sau không giống như những sản phẩm khác. Cái điều khác biệt của Tân Cường một chút là những cái sản phẩm này làm trông lại rất là xấu, phải nói là những cái nút này trông rất là xấu, trông màu sắc không được đẹp, không được sáng như các cái cục công suất khác. Nhưng ngược lại nó lại có cái sự chắc chắn, các bác thấy đây, dày dặn và chắc chắn bằng nhựa. Thì đằng sau các bác cũng để ý một chút là đây, các cái đường ra này đều làm bằng sắt nhé. Hợp đây là nó là bằng nếu nói chính xác cái này là dùng bằng hợp kim. Đều dùng bằng hợp kim, mà các đường ra thì khi các bác xoáy tất cả các cái linh kiện lâu ngày, nếu như bằng nhựa thì nó có thể cái sản phẩm chỗ này nó sẽ bị hỏng. Nhưng đã được nhà sản xuất thiết kế thay đổi là bằng lớp hợp kim. Và công suất bây giờ của công suất như này đều có đường vào 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? 4 đường ra. Thì đây tất cả các cục công suất này đều có đường nai ra nhé, một vào và một ra này, đây, in và link, tức là các bác cắm vào và các bác có thể line sang một cục công suất khác không tốn nhiều. Ví dụ như là sản phẩm các bác cần hai cục công suất mà có một cái tín hiệu vào mà không đủ thì các bác cũng có thể là line, đấu line ra, đúng không ạ? Và các bác có thể để ý tiếp này, kênh 4 chẳng hạn, sitter là CH4 này,
CH3 này cộng 1 và nó có nút bright này. Bright thì bằng 1 cộng 2. Thì đây các bác để ý này. Nút bright. Đây. Các bác để ý nhá. Bright là 1 cộng với 2. Thì đây các bác gạt này, 1 cộng với 2, còn các này đưa lên, đúng không ạ? Đây shifter này, các bác nhìn này, shifter là 1 2 3 này. Bright là 1 2 3 này. Đấy đánh thường này. Thì khi các bác gạt ra ví dụ 1 2 3 như này, 4 5. 4 5 là cho kênh ra tín hiệu, khi các bác gạt lên 4 5 này thì nó sẽ ra cái tín hiệu là một kênh. Các bác chú ý nhá. Những cái này thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì cả. Và bây giờ em xin phép thử chiếc công suất này cho các bác xem nhé. Các bác chiêm ngưỡng một lần nữa. Xin mời các bác chiêm ngưỡng. Vâng, và bây giờ em sẽ thử cho các bác nghe cái dòng sản phẩm của AP do công ty Tân Cường phân phối. Đây này, em thử trước chỉ hai kênh thôi nha các bác nhé. Đây, những cái dây rác này nếu như các bác nào là bên em chuyên làm tất cả các phụ kiện, dây rác các bác hàn sẵn hoặc bên em sẽ làm sẵn cho các bác, không cần phải tháo ra tháo vào mua ve. Rất là đơn giản và nhanh khi muốn thử loa. Đây ạ, các bác thấy ạ, rất là chắc luôn, đảm bảo không bao giờ bị mua ve. Vâng, vừa rồi em đã hoàn thành xong rồi cái việc mặt sau đấu. Các bác có thể nhìn về mặt trước. Cái sản phẩm này là rất là tinh tế. Các bác thấy ạ. Trên hiện tại trên đồng hồ các bác thấy nhá, hiển thị là 236V. Tức là hiện tại cái dòng điện ở cửa hàng của bên em đang là 236V và 30 độ C. Những cái cục công suất bình thường bây giờ thì sẽ không thể hiển thị được cái độ C và cũng như là cái vôn như này. Thì cái này nó có thay luôn báo cho các bác biết là điện nhà các bác đang yếu hay đang khỏe. Các bác nhá, đang yếu hay đang khỏe. Thì bây giờ là ví dụ như khi các bác những cái cục đẩy công suất xịn, các bác đánh một thời gian, cái vôn cái giờ này nóng lên bao nhiêu độ là các bác sẽ biết nó sẽ ảnh hưởng như nào. Đây em thử vo không qua vang số, không qua gì, các bác nghe tiếng nhạc này. Em chỉ cần nhích một tí thôi. Khoảng 30% cái lượng công suất của hai kênh, nhưng nó cũng đã ra tiếng để làm cho các bác có thể là chắc chắn là tiếng như vậy thì chắc các bác nhiều bác cũng chỉ sử dụng đến cái công suất như vậy thôi. Khi nếu như cái hai cái sản phẩm này có thể đi được hai đôi bát full 30 căng đét luôn. Các bác thấy em nhìn chỉ cho nhỏ một tí đây, em cho một loa này. Có giới thiệu đến toàn thể các bác một dòng công suất 4 kênh do công ty Tân Cường, đó là model TD80004.
Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh Tuyên Phú Audio. Em xin hẹn gặp lại các bác trong những video cụ thể tiếp theo, cung suất tiếp theo. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Bên em sẽ review rất nhiều sản phẩm tiếp theo chính hãng của công ty Tân Cường. Thì các bác quan tâm đến sản phẩm của Tân Cường, các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.